một nhân vật sẽ mang đến sự cuốn hút dành cho chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Sau Việt Nam Idol thì chắc chắn là sẽ phải đầu tư về tiếng Việt nhiều hơn khi mà quyết định. Bây giờ tiếng Việt là chuẩn kinh khủng khiếp rồi. Thật không? Kinh khủng khiếp. Và có rất là nhiều người cho rằng á, phát triển nghệ thuật ở Việt Nam nó dễ hơn phát triển nghệ thuật ở nước ngoài. Bạn thấy thế nào? Cháu Hiếu hôm nay giày đẹp, quần đẹp nhưng mà cái áo thì cũng không phù hợp lắm gì. Kiểu đấy. Hiếu bảo là bạn kia ví dụ là bạn kia hát phô này xong là ngày sau mình hát phô luôn. Đúng. À đây biết rồi, từ từ. Thằng cãi khiêng thằng chết à? Thằng chết cãi thằng... À! Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại. Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào. Quý vị thân mến, với Studio H9 hàng cuối tuần trong hôm nay, chúng ta sẽ chào đón một nhân vật nam nghệ sĩ mà Tùng có một từ khóa dành cho anh ấy, đó chính là cuốn hút. Anh này anh cuốn hút từ ngoại hình nha, tới âm nhạc, tới vũ đạo và ngay cả những ứng xử trong cuộc sống hàng ngày mình cũng cảm thấy vô cùng cuốn hút. Đó là ai? Xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ ca sĩ Trọng Hiếu. Hello anh Tùng. Xin chào. Xin chào khán giả, hay mọi người. Tối hôm nay em không đi hát, rảnh đến với không gian của nhà anh. Cho nên việc đầu tiên là cảm ơn em đã đến đây. Yeah, Hiếu chắc chắn là phải dành thời gian cho anh Tùng với Studio H9. Hồi nãy anh giới thiệu em với khán giả, anh nói là em rất cuốn hút. Em có hiểu từ cuốn hút không? Yeah, cuốn hút là kiểu mình lôi cuốn đúng không? Đúng rồi. Hiếu thích cái từ lôi cuốn, hút cuốn. Cuốn hút có nghĩa là em xuất hiện là em hút vào người ta. Okay. Người ta luôn luôn bị dính mắc vào em. Ngay từ khi mà Hiếu xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc thi đầu tiên ở Việt Nam là Việt Nam Idol, khi mà anh nhìn lên anh đã thấy một cái nhân vật này thì chắc chắn sẽ rất là dễ thành công ở Việt Nam. Và ngay lập tức khi mà em được giải quán quân thì anh không cảm thấy lạ lùng gì nữa. Và từ ấy cho đến nay thì quý vị cũng thấy đó, anh ấy không phải là một người quá thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nhưng nếu mà đã xuất hiện thì bao giờ cũng gây ra những cơn bão rất lớn về tình yêu của khán giả dành cho anh ấy. Và ngay cả trong giới truyền thông thì Trọng Hiếu cũng là một ẩn số đến tận bây giờ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lật mở ẩn số này theo cách của Studio H9. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi qua 5 câu hỏi nhanh dành cho em nha. Câu hỏi số 1, ca khúc tiếng Việt đầu tiên hát. Bản tình ca mùa đông. Bản tình ca mùa đông. Câu hỏi số 2, lần đầu tiên lên sân khấu trong cuộc đời. Lúc đó là Hiếu 7 tuổi lên sân khấu thi nhảy. Ở bên Đức. Đức, Đức đúng không? Câu số 3, một bài hát tiếng Đức yêu thích nhất. Wenn sie tanzt. Ok, của tiếng Đức hỏi lại sao? Wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles los. Câu số 4, lần đầu tiên về nước, về Việt Nam. 2002. 2002, yes. Là về chơi. Chính xác. Và câu cuối cùng, điều thích nhất ở Việt Nam. Điều thích nhất, con gái. Con gái Việt Nam. Yeah. Thấy ghê chưa? Trời ơi, hôm nay nói thẳng trên truyền hình luôn. Mà dễ thương. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại những thông tin đầu tiên mà Trọng Hiếu mang đến cho chúng ta. Đó chính là bạn bây giờ bạn có thể hát lại một đoạn bài bài hát đầu tiên Việt Nam bạn hát không? Hiếu chắc chắn là có đến cái điều này, như thế là Hiếu có chuẩn bị cái một câu thôi, tại vì là bài này là rất là lâu lắm rồi. Hiếu đi thi ở Đức một cái cuộc thi như là Việt Kiều hát như là idol Việt Kiều ấy. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại. Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào. Thì ta mình qua đơn cô đơn nhớ nhung kỷ niệm. Đã quên rồi. Đã quên rồi đấy. Ta vỗ tay cho Hiếu ạ. Lại tiếp tục nha. Yeah. Hiếu sang Đức từ khi nào nhỉ? Hiếu sinh ra bên Đức. Sinh ra bên Đức luôn. Yeah. Sinh ra và lớn lên bên Đức đến tận 2002 là lúc đó em bao nhiêu tuổi? 2002 là Hiếu 10 tuổi. 10 tuổi là về Việt Nam lần đầu tiên. Đúng rồi. Lần đó là đã nói tiếng Việt rành chưa? Chưa. Kiểu Hiếu có nói chuyện với bố mẹ tiếng Việt, nhưng mà kiểu nói ví dụ là bây giờ nói giao lưu với người khác ấy thì cũng hơi khó.
Nhưng mà kiểu nói chuyện với trong gia đình thì rất là dễ, tại vì là cái tiếng ở trong gia đình Hiếu quen rồi. Khi mà bắt đầu từ sau Việt Nam Idol thì chắc chắn là sẽ phải đầu tư về tiếng Việt nhiều hơn khi mà quyết định bây giờ lại, bây giờ tiếng Việt là chuẩn kinh khủng khiếp rồi. Thật không? Kinh khủng khiếp. Bây giờ Hiếu ở đây 3 năm rồi mà tiếng Việt quá dễ. Ok, nhớ nha, nhớ nói tiếng Việt dễ nha. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa đầu tiên của chương trình ngày hôm nay dành cho Trọng Hiếu. Mỗi một nghệ sĩ đến đây sẽ nhận được một từ khóa. Từ khóa đó là những gì mà chúng tôi nghiên cứu về nhân vật để mà cùng trò chuyện, mở rộng vấn đề cho khán giả truyền hình được theo dõi. Okay. Và đây là từ mà tôi dành cho bạn, nghệ sĩ Việt Kiều. Việt Kiều. Tại sao như vậy? Là bởi vì như tất cả chúng ta đều nhìn thấy là gần đây có rất nhiều nghệ sĩ Việt Kiều về nước để tham gia hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Có người chọn Việt Nam là nơi chính thức, nghĩa là giống như Hiếu vậy, hoạt động chủ yếu là ở Việt Nam. Có người đi đi về về giữa các nước khác nhau. Có người thì hoạt động trước ở Việt Nam, sau đó sang nước ngoài và cuối cùng quay trở lại. Có người thì bắt đầu từ nước ngoài và khi mà phát triển thì chọn Việt Nam, vân vân. Và ngày hôm nay Trọng Hiếu là một trong những người như thế. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện để thử xem là một nghệ sĩ Việt Kiều thì có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì khi tham gia vào thị trường Việt Nam. Ok, nghe thú vị anh Tùng ạ. Thế thì đầu tiên hết là cho tôi hỏi là tại sao bạn lại chọn phát triển sự nghiệp trong nước? Thật sự là Hiếu không chọn nước Việt Nam để mình phát triển, tại vì là đấy là một như là một cái duyên và như là cái nghề và cái nước chọn Hiếu ấy. Là tại vì là lúc năm mà Hiếu về Việt Nam thì là Hiếu về Việt Nam để thăm gia đình, để đi du lịch. Và không nghĩ đến là bây giờ mình sẽ sống ở Việt Nam và mình theo cái nghệ thuật âm nhạc ở đây cả. Nhưng mà tại vì là sau là mình tham gia chương trình cuộc thi âm nhạc đó, cuộc thi rất là lớn, thì mình tham gia vì mình muốn thử thôi, mình muốn thử thách bản thân mình. Và Hiếu cũng muốn trải nghiệm thêm. Nên là Hiếu tham gia cái chương trình đó, xong là Hiếu được nhất giải quán quân. Thì kiểu như là cái cơ hội của mình nó lớn quá. Và mình bây giờ, nếu mà bây giờ mình quay lại Đức và mình không theo cái nghề nghiệp ở đây thì cũng hơi bị phí. Thế là lúc đó là Hiếu có quyết định. Ok, lúc đó là Hiếu quyết định là Hiếu muốn ở lại đây để theo thị trường âm nhạc, theo âm nhạc ở đây. Bạn đã chọn Việt Nam rồi, và có rất là nhiều người cho rằng phát triển nghệ thuật ở Việt Nam nó dễ hơn phát triển nghệ thuật ở nước ngoài. Bạn thấy thế nào? Em không hiểu, nghĩ là chỗ nào nó có cái khó của của chỗ đấy, và cũng có cái dễ của cái chỗ đấy. Hiểu nghĩ là Việt Nam bây giờ đang một cái chỗ mà có nhiều người trẻ và kiểu người ta muốn phát triển, người ta muốn tiến lên. Và người ta rất là cởi mở với thế giới. Thế là hiểu nghĩ là khi kiểu khi cái tinh thần của mọi người rất là tích cực. Thế là hiểu nghĩ là đấy là tại sao là hiểu nghĩ là ở Việt Nam đây không phải là mỗi âm nhạc thôi mà kiểu cả công việc khác, cả công việc business ở đây đang rất là phát triển. Như thế là rất nhiều người nước ngoài đang về Việt Nam đây để phát triển được cái công việc của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn về con đường đi ở Việt Nam nha. Ưu điểm thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà những cái điểm khó khăn khi hoạt động nghề nghiệp ở trong nước thì chắc là Hiếu cũng đã trải qua rồi. Bạn có thể kể cho mọi người nghe là khi chọn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam thì bạn gặp phải những khó khăn gì? Cũng khá nhiều anh Tùng. Nhiều đúng không? Yeah, cũng khá nhiều. Thứ nhất là Hiếu phải quen với cái môi trường ở đây đã. Hiếu phải quen với cái không với cái khí đầu hậu. Tiên là khí hậu đúng không? Đầu tiên là khí hậu. Sài Gòn đây rất là nóng, Hà Nội trở lại rất là lạnh trong mùa đông. Thì kiểu mình cái switch nó rất là nhanh. Kiểu như là cái da của Hiếu nó cũng chưa quen với cái khí hậu nóng như này. Còn ngứa đây xong là kiểu còn lên muộn lên này. Bây giờ thì đỡ rồi, sau 3 năm đỡ rồi, nhưng mà thời gian đầu tiên ấy sau Việt Nam Idol ấy, ui giời ơi, cái mặt của Hiếu như là một cái như là cái mặt trăng ấy. Là nó có nhiều mụn đến mức là kiểu như thế, mặt trăng là có cái gì nhỉ? Nó có cái phần gồ ghề đúng không? Đúng rồi, cái gồ ghề ấy, thì mặt của mình cũng như thế. Cái suy nghĩ cũng khác. Kiểu cái kiểu cách làm việc và kiểu cách nói chuyện cũng khác, và kiểu cách văn hóa cũng khác. Nên mình rất là phải tế nhị, mình rất là phải cẩn thận mình nói điều gì và mình không nên nói thẳng quá. Thì bây giờ mình nói là ok, hôm nay anh Tùng nói với Hiếu là Trọng Hiếu mặc cái áo này không đẹp. Mình nói cho xong rồi mình ok để Hiếu thay áo, ví dụ thế. Còn đây thì có thể là do Trọng Hiếu hôm nay giày đẹp, quần đẹp, nhưng mà cái áo thì cũng không phù hợp lắm nhỉ. Đấy. Thì nó hơi vòng vành tí, xong là Hiếu lại phải nghĩ là ok, thì anh Tùng muốn nói là ok, áo này không đẹp đúng không? Nghĩa là Hiếu nên thay áo. Đúng không? Đức thì mà Hiếu đi thay áo đi, không phù hợp lắm. Thế là xong. Có nghĩa là ở Việt Nam thì phải lựa lời nhiều hơn. Bây giờ quay trở lại là không nói khó khăn nữa, nói ưu điểm nè. Khi mình là một nghệ sĩ Việt Kiều, mình mang yếu tố nước ngoài về nước thì mình luôn luôn có rất là nhiều ưu điểm. Cái ưu điểm đầu tiên là khán giả Việt Nam rất thích yếu tố nước ngoài.
Nhưng mà cái thích đó nó rất là ngắn. Nếu mà bạn không biết duy trì thì nó sẽ hết ngay. Không phải nghệ sĩ nước ngoài nào về cũng có tài năng phù hợp với thị trường Việt Nam. Đấy. Hiểu. Thì cái việc đào thải trong thị trường Việt Nam ở trong nghệ thuật nó cũng rất là khắc nghiệt. Cái niềm yêu thích thì rất là dễ có, nhưng để duy trì thì bạn phải có tài thật và bạn phải sự cố gắng. Yeah, nghĩa là kiểu nếu mà mình đến từ nước ngoài mình cần kiểu mình cần hiểu được khán giả ở Việt Nam. Và nếu mà khán giả ở Việt Nam cảm nhận được là mình hiểu được mọi người ấy, thì mọi người cũng đón nhận mình dễ hơn. Khi mà tôi đưa ra cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay không phải là để thấy là người nghệ sĩ từ Việt Kiều về thì có nhiều ưu điểm hơn người trong nước, mà là tôi đang muốn nói rằng là bất cứ một cái vị thế nào trong công việc á, nó đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, và bắt buộc mỗi người đều sẽ phải tự điều chỉnh nếu như mình muốn sống lâu trong công việc của mình và được khán giả yêu quý, đúng không ạ? Cái gì mà Hiếu muốn chia sẻ đó là kiểu Hiếu rất là dành thời gian nhiều để tổng duyệt, để tập ấy, tập trên sân khấu ấy, tại vì hiểu như là cái đấy là cái thời gian quan trọng nhất trước khi mình lên sân khấu. Bởi vì cái phần trình diễn của mình có thể là 13 phút hoặc là 7 phút hay là 10 phút đi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái thời gian trước đấy để mình chuẩn bị như thế nào, và mình có đủ thời gian để mình chuẩn bị cái tinh thần và cái sức khỏe của mình cho cái phần trình diễn đó. Tôi đã dẫn rất là nhiều chương trình có Trọng Hiếu rồi, và phải nói là đôi khi mình cảm thấy ồ sao bạn này bạn chiếm sân khấu lâu thế nhỉ? Tức là anh cứ ngồi đợi em để mà anh làm công việc của anh á, tại vì anh cũng vội mà em rất là lâu. Bài hát em có mỗi 5 phút thôi mà cứ lên xong lại xuống, xong rồi lại mix xong rồi ánh sáng đi vòng vòng, đi xuống khán giả nó chả biết để làm cái gì. Thì tôi cảm thấy Hiếu vô cùng nghiêm túc đến mức khó tính khi tham gia vào công việc của mình. Ok, bản thân Hiếu và dancer của Hiếu, mình phải làm quen với cái sân khấu, tại vì sân khấu nào cũng khác. Mình phải làm quen với cái không khí, với cái không gian. Mình phải làm quen với ekip để hiểu được là mọi người, cái style của mọi người, cái style của đạo diễn như thế nào. Âm thanh người ta làm như thế nào, ánh sáng người ta làm như thế nào. Cái điều thứ hai là Hiếu nghĩ là nếu mà mình cái tổng duyệt của mình làm được 120% thì cái phần trình diễn của mình sẽ đạt được 80%. Tại vì cái tổng duyệt của nó phải tốt hơn là cái phần kiểu nó phải tốt kinh khủng khiếp để mình để đạt được một cái phần trăm cao cho phần trình diễn đó. Và cái thứ ba là Hiếu cũng tự tin hơn, nếu mà Hiếu tổng duyệt được nhiều thì Hiếu cũng cảm thấy lên sân khấu là một cái thời gian là Hiếu thưởng thức được cái phần trình diễn của mình, và mình hát và mình diễn, mình không cần nghĩ là ok wow, đoạn này là đi ra đâu và kia, tại vì Hiếu quen rồi. Và Hiếu biết được rồi là ok phần này là led có cái gì để Hiếu đứng ở giữa cho trông cho nó đẹp. Và cái thứ tư nữa là cái chuyện là Hiếu cảm thấy sướng lắm, kiểu Hiếu được đứng càng lâu ở trên sân khấu Hiếu càng thích. Cái này là phải uống đấy. Vì rất là chia sẻ tất cả bốn điều đó đều là điều tôi suy nghĩ, tôi rất là tâm đắc. Cảm ơn anh Tùng ạ. Và quý vị thân mến, ở phần đầu của chương trình trò chuyện về Trọng Hiếu với vị trí là một nghệ sĩ trẻ từ nước ngoài về, để chúng ta thấy được rằng là anh ấy cũng có những cái điểm khó khi về với thị trường Việt Nam, có những cái ưu điểm, điểm mạnh khi về với thị trường Việt Nam, nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy rất là yêu công việc của mình tại Việt Nam. Đó mới chính là mấu chốt của vấn đề, bởi vì xuất phát điểm bạn từ nước ngoài hay từ trong nước không quan trọng, nhưng bạn phải yêu và vô cùng có trách nhiệm với công việc của mình, thì đó chính là một trong những mấu chốt để bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt của khán giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó là một trò chơi dành cho Trọng Hiếu. Một trong những cái khó khăn lớn nhất của Việt Kiều là ngôn ngữ. Tiếng Việt đúng không? Tiếng Việt của Hiếu bây giờ kinh khủng khiếp rồi. Kinh khủng khiếp rồi. Bây giờ Hiếu sẵn sàng. Đây là 8 lá thăm tương ứng với lại 8 câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ. Ở trong đó có những từ đã được tráo đổi. Bây giờ bạn nhìn và bạn đọc lại một câu suôn sẻ thôi. Thế thôi, đơn giản. Đơn giản chứ mà. Có gì khó khăn đâu. Tương là thử thách. Đọc lên là cái thứ tự như thế nào đã nha. Thứ tự hiện tại là như thế nào? Ok, bây giờ đăng đề là nguồn nước uống nhớ thành ngữ hoặc là tục ngữ ca dao. Ok, một là uống nước hoặc là nước uống này. Nguồn nước cũng được. Nguồn là cái gì nhỉ? Nguồn là cái khởi đầu. Nhớ là mình nhớ. Nhớ. Thế nhớ nước uống nguồn là không được. Uống nước đúng không? Chắc là nghĩa là uống nguồn nhớ, nước nhớ nguồn là nhớ nguồn nước quê hương của mình à? Đấy được rồi đấy. Biết rồi. Nhớ nguồn là nhớ cái nguồn gốc của mình, nguồn cội. Chẳng kinh chưa.
Khi ngờ đấy, kinh khủng khiếp. Nhớ nguồn. Hả? Nhớ nguồn uống nước. Gần đúng rồi, đổi lại tí. Uống nước nhớ nguồn. Uống nước nhớ nguồn, đúng một câu tay. Được đây. Nhưng mà được nhất là phát hiện ra là cái chuyện nhớ nguồn chính là nhớ về nguồn cội của mình. Đúng rồi. Rất hay. Đây không phải là cái nguồn mà nước nó chảy ra mà nguồn quê hương của mình, đúng không? Đúng rồi, đó là một cái sự ví von thôi. Ngon đấy, hôm nay là vừa đấy. Chơi mà vừa học luôn. Chính xác. Đúng không? Tiếp nào. Rồi. Ok. Khiêng cãi đúng không? Cãi. Thằng chết. Thằng mà chết. Thằng là cái gì? Khiêng cãi là hai chữ thằng. À, mà biết là sai. À, hai chữ thằng. Hai chữ thằng. À đây biết rồi, từ. Thằng cãi khiêng thằng chết à? Thằng chết cãi thằng thằng chết cãi thằng khiêng. Thằng chết cãi thằng khiêng đúng không? Một tay kìa. Đấy. Hiểu rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa như là anh Tùng là MC đúng không? À. Và em dạy cho anh Tùng cách nói chuyện. Em lại cãi đúng rồi, em lại dạy cho anh Tùng nói chuyện như thế nào. Đấy, chính xác đấy. Rồi. Là đã là nghĩa đen, nghĩa là đã chết rồi còn đi cãi cái người khiêng hòm. Đúng rồi. Đấy. Rồi. Ok, đố thầy nên không mày làm mày à? Mày. Đố thầy là thầy à? Ông thầy à? Ừ, ông thầy. Thầy nên không mày làm á. Ok, chắc là cái gì mà ông thầy không làm thì mình không nên. Thầy không làm mình không nên đổ. Hay đấy. Xong ông thầy. Hai cái từ nó giống nhau là thầy có nghĩa là ông thầy, mày ở đây là học trò. Cách gọi ngày xưa. Gọi là mày à? Ừ. Không phải là mày, là mày. Thì là mày đấy, nhưng mà là ngày xưa người lớn gọi con nít là mày là kiểu như là học trò thân thương. Không. À, thì là thầy là đố đúng không? Ừ, thầy đố. À, thầy là đố. Thầy đố mày à, thầy đố mày. Và mày là thầy. Thầy không đố mày à? Không, thầy đố mày không nên làm. Mày thì thầy đố mày không nên làm à? Đâu anh mượn xem nào. Thầy đố mày không nên là cũng có lý nhỉ, cũng hợp lý. Nhưng trên thực tế nó ra là không thầy đố mày làm nên. Nên à? Làm nên là gì? Làm nên là làm nên việc, làm xong việc, làm được việc thì gọi là làm nên. Anh là thầy gì? Không thầy không đố thầy mày không, làm không, nên. Không thầy nào? Không thầy đố mày làm nên nghĩa là nếu như không có thầy giáo chỉ dẫn thì bạn sẽ không bao giờ làm được hết. Là đây là một cái câu để mình ghi nhớ công ơn thầy cô của mình. Không thầy đố mày làm nên. Rồi tiếp nào. Tiếp. Hôm nay học được rất nhiều. Hôm nay chương trình Trọng Hiếu được thông minh hơn hẳn. Sau hôm người cười, cười trước hôm người. Hay đấy. Quả này khó đấy. Quả này là từ. Ok. Cười. Hai cười đúng không? Ừ. Người cười. Hôm là gì? Hôm là chỉ về thời gian. Ví dụ hôm nay, ngày mai đấy. À, Hiếu biết rồi. Hiếu có cái nghĩa của cái này rồi. Ừ. Chắc là cái nghĩa của cái này là kiểu là nếu mà mình cười, hiểu chưa? Kiểu như là ai cười sau là mấy cái người thông giỏi. How to say that? Kiểu ai cười sau là những người giỏi à? Không, từ từ. Hôm người cười trước. Cười hoài hôm sau. Là người cười hôm sau gì đấy. Cười gì đấy. Hôm người cười trước, người cười hôm sau. Đúng không? À không, từ từ. Người cười hôm trước. Người cười hôm trước. Người cười hôm sau. Người cười hôm trước, người cười hôm sau nó không có nghĩa. Thế là hôm trước hôm sau đều ngồi cười. Người cười hôm trước, người cười hôm sau thì có gì đâu để học. Ừ, đúng đấy. Từ từ. Mình có thời gian mà đúng không? Mình có thời gian cả đêm mà đúng không anh Tùng? Ừ. Em đang nói là người cười hôm trước, người cười hôm sau, đúng không? Ừ. Bây giờ em làm sao em đổi cái chữ nào để nó có nghĩa hơn về một cái bài học kinh nghiệm sống? Ừ, ok. Là hôm trước người cười à? Tết. Đúng. Hôm trước người cười là sao nữa? Hôm trước người cười. Hôm sau người cũng cười à? Người
Nếu mà hôm trước mình làm gì, hôm sau mình bị trả đũa thì nó mới hay. Thì đúng rồi, nghĩa đó là Hiếu hiểu rồi đấy. Đấy, bây giờ làm sao mà em đổi cái từ làm sao mà hôm trước anh làm gì em thì lần sau anh bị người khác làm anh, thế đấy. Đúng rồi, thì là cuối cùng là anh hôm sau là em cười đúng không? Ừ, em cười hoặc là mọi người cười anh. Ừ. Đấy, hiểu chưa? Đấy, hiểu rồi. Rồi, hiểu rồi, thì bây giờ ghép lại đi. Hôm trước anh cười à? Hôm trước người cười là đúng rồi, à, không. Bây giờ anh đổi một chữ thôi nè. Cười người hôm trước. Mình cười là anh cười người, anh cười em gọi là cười người hôm trước thì làm sao? Là người hôm sau làm sao? Cười hôm sau. Hôm sau làm sao? Người cười. Đúng rồi. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Thấy khó chưa? Dễ mà. Nhưng mà đã hiểu cái câu này chưa? À đúng, Hiếu, Hiếu nhớ kiểu như là lần nào mà Hiếu cũng kiểu như là Hiếu Hiếu bảo là bạn kia ví dụ là bạn kia hát phô này xong là ngày sau mình hát phô luôn. Ừ đấy, ừ đấy, đúng trường hợp đấy. Đấy, giỏi. Thế là nghĩa thì biết nhưng mà từ thì không thay đổi được. Kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian rất là vã mồ hôi thì chúng ta không phải là tham gia một trò chơi hay thử thách mà là dành cho Trọng Hiếu một bài học về tiếng Việt. Nhưng mà quả tình là đây là một trong những điều Tùng rất là thích từ ban biên tập của chương trình. Bởi vì thông qua phần trò chơi này chắc chắn là chúng tôi cũng đã nhắc lại rất là nhiều câu ca dao tục ngữ và thành ngữ để quý vị cùng với chúng tôi cùng nhớ về những lời nhắc nhở của ông bà ta dành cho mình, phải không ạ? À? Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi. Chúng ta vẫn còn thêm một từ khóa nữa. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. À, Trọng Hiếu thân mến, với chương trình của chúng tôi ở mùa thứ hai có một sự thay đổi. Đó chính là tôi sẽ không đưa ra một mật mã chung chung mà sẽ có hashtag WeDo trong chiến dịch cùng hành động của chương trình Studio H9 hẹn cuối tuần. Đây là một chiến dịch hướng tới việc những nghệ sĩ tham gia vào chương trình của chúng tôi sẽ cùng kêu gọi khán giả thực hiện những động thái văn minh để giúp cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Và đây là vấn đề chúng tôi muốn bày ra để cùng trò chuyện với Trọng Hiếu. Trách nhiệm khi tham gia giao thông. À, khi mà nhìn vào cái này thì chắc là Trọng Hiếu cũng nghĩ tới khoảng thời gian vừa qua có khá là nhiều chuyện buồn về an toàn giao thông, đúng không? Và tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta cần phải cùng nói với nhau về vấn đề này để cùng kêu gọi tất cả mọi người có một cái trách nhiệm mạnh mẽ hơn khi tham gia vào giao thông. À, khi mà tôi có những người bạn hoặc là người thân ở nước ngoài về, thậm chí là những người bạn nước ngoài, thì họ nói với tôi là một trong những vấn đề kinh khủng khiếp nhất ở Việt Nam là giao thông. Bạn có đồng ý như vậy không? Yeah. Kinh khủng khiếp là tại vì là rất nhiều xe máy và rất là đông mọi người, rất là mình gọi như nào là như là rất là cái gì nhỉ, nóng nổi à, nóng vội, người ta đi kiểu rất là nóng vội, ít nhường nhau. Và ví dụ là có một cái ngã tư bình thường thôi, ngã tư bình thường, cả bốn bên cắm đầu vào lao vào, ai cũng muốn đi trước, cuối cùng cả bốn đứng ở đấy và không ai đi được. Đúng rồi. Yeah, mà em, xe máy mà phóng lên cái chỗ đường của xe tải ấy, hoặc xe ô tô ấy, rất là nguy hiểm ấy. Tại vì đây là cũng liên quan về mạng của người khác người nữa khác, đúng bên rồi. Cạnh của mình nữa mà còn cũng như những người xung quanh mình nữa. Khi mà Tùng nghe đài á, Tùng rất là thích một cái câu mà mấy anh chị phát thanh viên hay nói, đó chính là trước tay lái là mạng sống, hãy lái xe cẩn thận. Bởi vì chúng ta nếu mà lái ẩu một phát thì đôi khi chúng ta không bị gì cả. Nhưng mà chúng ta gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy mang yếu tố tan tác dành cho những gia đình khác. Với Hiếu thì là đi xe rất là phải nghiêm túc. Mình nghiêm túc mà mình cũng không điện thoại. Hay lái xe đừng có điện thoại. Lái xe máy, xe ô tô cũng không được điện thoại. Tại vì là xe ô tô mình bỏ cái điện thoại để mình nghe được là xung quanh bên phải có ai đến không, hoặc là mình nghe được là xe tải đến hay cái gì đó. Thì mình phải tập trung vào cái lái xe của mình ấy. Đã bao giờ bạn thấy hoặc là từng biết về những cái chuyện thương tâm liên quan đến việc tham gia giao thông nhưng mà uống bia rượu không? Yeah, thật sự là cũng là bạn của Hiếu cũng thế. Mọi người có thể là nhậu nhẹt xong rồi mọi người lại muốn đi xe máy về nhà. Trong cái lúc đó ấy, mình lái thì mình không kiểm soát được. Có đúng thể rồi. Là mình cảm thấy là ok, mình đang đi rất là chậm. Nhưng mà tại vì là cái rượu làm cái cảm giác của mình nó bị sai đi ấy, nó bị lệch đi ấy. Thế là mình có thể là mình cảm thấy mình đi chậm hơn, nhưng mà hóa ra là xong mình lại phóng đi. Sau mình lại không kiểm soát được, nếu mà mình đi vòng như này thì lại ngã, hoặc là mình ảnh hưởng với những người khác. Thì
Thật sự tuyệt đối là Hiếu có cái luật cho bản thân mình và cho tất cả mọi người mà Hiếu muốn, bạn bè của Hiếu hoặc là Hiếu khuyên cho mọi người là uống rượu rồi thì không lái xe. Uống rất là nhiều thế. Ở Việt Nam hơn 3 năm rồi á, thì Hiếu có nhận ra một điều là ở Việt Nam có hai thứ nhiều nhất, đó là xe máy và quán nhậu. Yeah. Xe máy và quán nhậu là hai thứ nhiều nhất ở Việt Nam. Và bi kịch thay, hai thứ này lại rất liên quan đến nhau. Đó chính là những người đi nhậu thì thường xuyên đi xe máy. Và rất là nhiều người giống như Hiếu nói là rất là tự tin với chiếc xe máy của mình, là rằng là tôi vẫn còn tỉnh, chỉ có vài ly chưa khóa chén mà, làm gì đâu mà phải lo lắng, làm gì đâu mà phải nghiêm trọng. Quý vị thân mến, chính những cái tặc lưỡi cho qua trong những trường hợp như thế đã dẫn đến rất nhiều thương tâm từ nhỏ đến lớn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Bản thân Tùng đã từng chứng kiến bạn Tùng cà mặt trên đường chỉ vì đã xỉn rồi mà vẫn lái xe và không hề hay biết là mình đang làm gì hết. Hay những chuyện thương tâm hơn, thậm chí có những gia đình đã mất con chỉ vì những cái điều rất là vớ vẩn như thế, nghĩa rằng là đi uống và tông xe. Điều đó rất là thương tâm. Cho nên là ngày hôm nay cùng với Trọng Hiếu, tôi rất là muốn chúng ta nhìn về vấn đề này. Và Hiếu có đồng ý với tôi là sẽ kêu gọi tất cả mọi người xung quanh mình một lần nữa nghiêm túc hơn trong việc tham gia giao thông, đặc biệt là việc có rượu bia trong người. Tôi là Trọng Hiếu, cùng Studio H9 hẹn cuối tuần. Chúng ta kêu gọi mọi người không uống bia rượu khi lái xe. Chúng ta cùng hành động. We do. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Hiếu. Em đã đến đây để cùng chia sẻ với anh về câu chuyện cá nhân mình, một nghệ sĩ trẻ ở nước ngoài về nước, rồi câu chuyện về học tiếng Việt hồi nãy qua những câu ca dao tục ngữ và thành ngữ. Rồi cuối cùng lại cùng anh trò chuyện về một trong những vấn đề nhức nhối của rất rất nhiều người, đó chính là việc tham gia giao thông nhưng mà có bia rượu. Quý vị thân mến, một hình ảnh rất đẹp của một nghệ sĩ trẻ đã đến đây cùng chia sẻ với chúng ta, và đặc biệt là nguồn cảm hứng cũng như năng lượng của anh ấy đã làm cho chúng ta yêu đời hơn. Và đã yêu đời hơn thì đừng quên những gì mà anh ấy dặn dò chúng ta: đừng uống bia rượu khi lái xe quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, hẹn gặp lại quý vị lần sau. Bye.
Và nếu quý vị đã nghe cô ấy hát thì chắc chắn sẽ hiểu tại sao tôi vẫn hay gọi đây là người đàn bà xõa tóc hát BK. Quá vui, đó là kết quả quá vui. Cả hai bên cùng chiến thắng trong một cuộc chơi. Nhìn về quá khứ không có gì hối hận. Tại sao lại là Isaac? Thấy giống như kiểu là bị đa nhân cách ấy. Hôm nay bạn có muốn đứng chính điều gì không? Đáng lẽ là cái vị trí của em ở ngoài đó đó, chứ không phải là đứng đây. Ừ. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng I love you, I love you.